vệ Facebook không bị hack. Ngày nay tài khoản Facebook không còn đơn thuần chỉ là một tài khoản mạng xã hội thông thường nữa, ngoài lưu trữ ảnh, liên lạc, chứa những thông tin riêng tư đây còn là nơi làm việc, nơi kiếm ra thu nhập rất quan trọng với rất nhiều người, điều đó khiến các tài khoản Facebook trở thành con mồi của các tin tặc. Có không ít các tài khoản có lượng theo dõi lên đến hàng trăm nghìn đến hàng triệu người bị tấn công gây ra thiệt hại không thể kể hết. Với người dùng phổ thông việc để mất tài khoản Facebook cũng không dễ chịu gì mấy. Phải đi add friend lại hàng trăm đến hàng nghìn bạn bè, mất hình ảnh, lộ những thông tin riêng tư hoặc đối diện với việc giả mạo lừa đảo, để tự bảo vệ mình, người dùng có thể dùng các công cụ sau từ Facebook. Kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập Facebook cá nhân. Tại đây Facebook sẽ báo cho bạn biết lịch sử về các thiết bị đã đăng nhập, vị trí của chúng và nếu có một thiết bị vị trí đăng nhập bất thường tốt nhất hãy đăng xuất từ thiết bị đó, đổi mật khẩu và thiết lập lại các cài đặt bảo mật của bạn. Để kiểm tra mục này chúng ta có thể truy cập vào cài đặt lớn hơn bảo mật và đăng nhập, ở mục nơi bạn đã đăng nhập. Thiết lập cảnh báo đăng nhập cho Facebook. Khi bật thông báo này lên, bạn có thể kiểm soát được ai đó đang cố gắng đăng nhập vào Facebook của bạn. Chỉ cần có một thiết bị lạ đăng nhập, hệ thống sẽ gửi thông báo đến email hoặc số điện thoại đã được đăng ký trước đó và thông báo cho bạn. Điều này giúp bạn nhanh chóng kiểm tra và đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn. Để thực hiện thiết lập này, các bạn vào cài đặt lớn hơn bảo mật và đăng nhập, bạn chọn chỉnh sửa trong mục nhận cảnh báo về đăng nhập không nhận ra tại đây hãy thêm email và số điện thoại vào để facebook có thể gửi thông báo về thiết bị lạ đăng nhập thiết lập xác thực hai yếu tố khi sử dụng chức năng này để một thiết bị lạ có thể đăng nhập được vào facebook của bạn ngoài việc mật khẩu chính xác chúng còn phải có được một trong hai điều kiện sau một là xác thực từ một thiết bị đã đăng nhập trước đó chứng minh đây là bạn hai là nhập đúng mã cốt mà facebook sẽ gửi về số điện thoại đã được bạn đăng ký với facebook để bật chức năng này người dùng sẽ truy cập vào Cài đặt lớn hơn bảo mật và đăng nhập, ở mục sử dụng xác thực hai yếu tố để bật chức năng này. Cài đặt bạn bè tin cậy. Người dùng có thể truy cập vào mục. Cài đặt lớn hơn bảo mật và đăng nhập lớn hơn chọn 3-5 người bạn để liên hệ nếu bị khóa tài khoản. Tại đây bạn nên chọn những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết và tuyệt đối không nên để bất kỳ ai biết danh sách những người này, hacker có thể sẽ vô hiệu hóa các tài khoản tin cậy trước khi tấn công bạn. Không đăng nhập Facebook từ liên kết lạ. Sử dụng những trang giả mạo có giao diện y hệt Facebook có thể xem là trò cổ điển nhất để lấy thông tin đăng nhập của chủ tài khoản. Dù cổ điển nhưng xem ra nó vẫn hiệu quả với không ít người dùng. Chủ tài khoản luôn phải cảnh giác khi gõ mật khẩu và thông tin đăng nhập ở bất kỳ web nào. Tốt nhất chỉ nên nhập thông tin mật khẩu tại ứng dụng Facebook gốc và đường link chính thống www.facebook.com. Ngoài ra cũng không nên click vào các liên kết đáng ngờ mang tính gợi sự tò mò như tin hot, tin trúng thưởng. Các thông tin được phát tán dạng này thường chính là công cụ để các tin tặc tấn công vào Facebook của người dùng. Quản trị tốt các thông tin cá nhân trên Facebook. Ngoài việc tấn công cướp tài khoản, việc tài khoản bị report để khóa tài khoản người dùng cũng rất phổ biến để tránh việc này người dùng cần có các biện pháp hạn chế như sau. Không kết bạn quá nhiều đặc biệt kết bạn với người không quen biết, việc này sẽ tăng nguy cơ kẻ xấu trà trộn vào lấy cắp thông tin và tấn công bạn. Để ảnh đại diện, Thật sự một tài khoản có ảnh đại diện sẽ an toàn hơn khi bạn bị người khác report với Facebook. Không đăng những hình ảnh phản cảm. Đăng ảnh phản cảm vi phạm chính sách Facebook thì việc bị Facebook khóa tài khoản là việc hiển nhiên. Để tên thật và đăng ký chứng minh thư, điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp bạn bị hack hay mở khóa từ Facebook cũng dễ dàng hơn. Sử dụng Facebook thật khôn ngoan, tránh thu hút chú ý hoặc gây thu trúc oán. Nguyễn Quang, Như Quỳnh